tinh, cầu tinh, cầu tinh. Cầu tinh, cầu tinh, cầu tinh. Cầu tinh, cầu tinh. Carlos Most. Cầu tinh. Xin chào các bạn. Dobrý den. Mặc dù đất nước Việt Nam và Cộng hòa Séc là cách xa nhau hơn 10.000 cây số, nhưng mà thi thoảng cũng có những từ mang ý nghĩa giống nhau và cũng nói giống nhau. Và để lấy ví dụ, các bạn hãy dở trang 11. Strana 11. Và đó sẽ có vài ví dụ và chúng ta hãy thử xem. Trong tiếng Việt chúng ta quen từ kem. Krem. Hoặc là từ anten. Antena. Hoặc là vani. Vanilka. Hoặc là áo vest. Veston. Vesta. Nhưng mà tại sao những cái từ này nó lại giống nhau nhỉ? Các bạn có biết không? Tại vì gốc của các từ sang đã nói từ nước Pháp đến sang cả hai nước, sang Việt Nam và sang Séc. Có nghĩa là gốc là của nước Pháp nhưng mà thực sự là Cộng hòa Séc cũng bị ảnh hưởng như Việt Nam, bị ảnh hưởng qua Pháp. Trong trường hợp vani hoặc là kem thì không nói được bị ảnh hưởng mà được ảnh hưởng. Tại vì đều ăn đồ Pháp nên là bị ảnh hưởng hết. Nhưng mà mình tìm thấy trong đây là có một cái từ là ảnh hưởng từ tiếng Séc, đó là từ robot. Robot. Ai là người đã nghĩ ra cái từ này? Một nhà văn, Karel Čapek. Nhà văn của người Séc. Và ví dụ có những cái từ ảnh hưởng khác, ví dụ là auto. Auto. Và ví dụ từ nữa là trà. Chai. Thì đều được ảnh hưởng đến cả hai quốc gia. Vậy đó là những cái ví dụ mà chúng ta có thể dễ dàng nói được. Nhưng bây giờ chúng ta hãy thử sang trang 36 để xem những cái ví dụ khác mà chúng ta cần phải luyện để nói cho nó đúng. Ví dụ đầu tiên là làm sao mà phân biệt chữ S và S. Chữ S thì chúng ta nói như trong tiếng Việt là X, còn S trong tiếng Séc thì chúng ta có thể nói như là sờ miền Trung Việt Nam. Nếu như các bạn cô cài gương ở nhà và không sợ người khác xem thì các bạn có thể nhìn vào gương và thử chữ S thì cô miệng và môi như thế này. S và chữ S có miệng tròn, môi tròn như thế này. S. Như thế này thì chắc là phải một mình ở nhà mới soi gương được. Vậy chúng ta sẽ lấy ví dụ. Xin. Sala. Xin. Sala. Ví dụ tiếp theo là hai chữ che và che. Chữ ch thì được nói như là TR của miền Trung. Còn nếu mà các bạn nói chữ T và có cái há chạch ở bên trên có nghĩa là ch thì các bạn có thể dùng như là chữ CH của tiếng Việt Nam. Ví dụ. Cello. Cello. Checkat. Čepice. Tisíc. Těsný. Nếu mà các bạn theo dõi đúng thì có hai cái từ là cello và cello. Cello là cái chán và cello nhẹ hơn thì là thân thể. Cello. Cello. Bây giờ các bạn có thể dở sang trang 38 và chúng ta ở bên trên sẽ có một cái bảng các phụ âm vô thanh và hữu thanh. Bây giờ các bạn hãy theo dõi, tại vì là các bạn hãy tập vô thanh như là khi mà chúng ta phát âm
chỉ bằng miệng. Còn hữu thanh có nghĩa là bằng ngực và bụng. Nên là bây giờ chúng ta hãy thử theo Yên ca. Zněle jsou hlásky. Hữu thanh. B. V. D. D. Z. Ž. G. H. Neznělé souhlásky. Bô thanh. P. F. T. Č. S. Š. K. H. Nếu phụ âm hữu thanh đứng cuối từ thì chúng ta sẽ đọc như phụ âm vô thanh. Từ hlad thì chúng ta không đọc như hlad nhưng mà như hlad. Soused. Zup. Nếu phụ âm hữu thanh và vô thanh đứng cạnh nhau thì chúng ta sẽ đọc cả hai âm thanh như âm thanh thứ hai. Từ dívka. Chúng ta không đọc như dívka nhưng mà đọc dívka. Polévka. Hezká. Chữ K thì là vô thanh. Vì vậy thì nó đổi cách phát âm của phụ âm đứng trước về hữu thanh thành F vô thanh. Polévka. Ví dụ thứ hai, nếu như mà trong đôi phụ âm thứ hai là phụ âm hữu thanh, thì đổi cách phát âm của phụ âm đứng trước sang hữu thanh. Gdyż, gdy, gde, gdo. Nếu có giới từ một phụ âm, thì chúng ta sẽ đọc liền với từ như sau. Pátek, v sobotu. Không phải là vờ pátek, vờ sobotu à? Nếu mà nói thường thì bình thường nói v sobotu có nghĩa là nghe thì là v hơn vờ. Có nghĩa là v pátek, v sobotu. Chứ không phải là vờ. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với trang 16 để xem hình dạng của từ. Trong tiếng Séc có từ nhiều âm tiết, bao gồm gốc ý nghĩa của từ, gọi là rễ từ. Có tiên tố, đầu từ, vĩ tố, đuôi từ. Như thế thì mỗi từ bao gồm đầu, rễ, đuôi. Những từ có rễ giống nhau thì hay liên quan đến một ý nghĩa. Ví dụ Čeština có nghĩa là tiếng Séc, đây là danh từ. Česky bằng tiếng Séc, nó là trạng từ. Česká nó là một cái gì đó thuộc về Séc, tính từ. Čech đó là người Séc, người đàn ông Séc, là danh từ. Češka người Séc, phụ nữ Séc, cũng là danh từ. Češi những người Séc, danh từ, và đây là số nhiều. Nhưng mà các bạn thường theo dõi là có những cái từ có thể thay đổi cả rễ, nói một cái kiểu khác nhưng mà cái ý nghĩa là giống hệt nhau. Thì ví dụ là như thế nào nhỉ? Ví dụ là một động từ thường xuyên sử dụng jít, đi bộ. Jít, đi bộ. Projít, đi qua. Jdu, tôi đi. Shell, anh ấy đi. Bây giờ các bạn hãy trở về trang 39 và mình có một cái bài tập là trong tiếng Séc có những cái từ chỉ được bao gồm bằng những phụ âm thôi. Cái quan trọng ở đây là mặc dù là phụ âm mà chúng ta không quen như trong tiếng Việt Nam mà chúng ta vẫn phải đọc hết các phụ âm nhanh thành một từ.
Vậy chúng ta hãy xem các cái ví dụ của trang 39 ở bên trên. Nếu như các bạn tập phát âm thì dù các bạn không nói được nhanh bằng người sách, không sao cả. Quan trọng ở đây là mình phải nghe tất cả các phụ âm từng một ở trong từ đó. Không phải nói nhanh á. Đúng rồi. Thế bây giờ mà mình nói với Yirka là thứ năm mình đến, mình bảo là chờ tờ vờ rờ tờ e tờ chờ tờ vờ rờ tạch. Thì và an toàn hơn chờ vờ gì đó. Krk. Vlk. Krč. Smrt. Vrtat. Čtvrtek. Slza. Và nếu các bạn muốn tập một bài tập có thể nói các từ bao gồm các phụ âm, thì các bạn có thể nói một cái câu như ca nói thử cho chúng ta xem nhé. Strč prst skrz krk. Các bạn hãy thử ở nhà nói các cái từ này và nói nhanh hơn. Strč prst skrz krk. Strč prst skrz krk. Nhanh nữa. Strč prst skrz krk. Trong bài chúng ta có một cái ví dụ là âm M có cái tính chất là cấu tạo âm tiết, nhưng mà thực ra mình không hiểu nó là gì. Có nghĩa là nếu như mà một âm tiết không có nguyên âm thì phụ âm M có thể tạo âm tiết được, chúng ta được như một âm tiết. Ví dụ ở đây là sedm số 7 và osm là số 8. Thực ra thì khi mình đọc thì mình vẫn thêm cái chữ U vào là sedum, osum. Thế có được không? Sedum và osum thì là tiếng địa phương Trung Séc, nhưng mà tiếng chính thức thì là sedum, osum. Có hai âm tiết. Sedum, osum. Có nghĩa là ngậm miệng vào. Osum. Sedum. Thực ra mình không biết cái chữ nào tiếng Việt là dài nhất, nhưng mà ở đây mình có một cái ví dụ cái từ tiếng Séc dài nhất mà chúng ta có thể gặp. Nejne obhospodařovávatelnější. Xem lại có quên cái từ nào, một lần nữa xem nào. Nejne obhospodařovávatelnější. Như vậy thì trong tiếng Việt chỉ có cái nghĩa là bất khả năng cải tác nhất. Cũng dài. Các bạn cũng thắc mắc tại sao mà chúng ta lại học nhiều về những cái phụ âm và nguyên âm, và muốn nói cho các bạn là các bạn phải đọc tất cả các cái chữ, các cái từ để cho nó chuẩn. Là tại vì cái bài tập cuối cùng các bạn hãy theo dõi, nếu các bạn nói một cái từ nào đó quên đi một chữ thôi thì nó cũng sẽ có một cái ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Các bạn hãy xem và chúng ta cùng đọc nhé. Hrát. Hra. Prst. Prs. Výnos. Víno. Kopec. Kope. Koláč. Kola. Mình mong là sau những cái ví dụ này thì các bạn đã nhìn thấy là khi trong từ quên một cái chữ thôi thì cả cái câu nói có thể thay đổi cả một cái ý nghĩa. Nên các bạn hãy chú ý và hãy đọc viết hết các câu các từ. Bài học hôm nay là hết. Xin chào các bạn, đến ngày hôm sau. Naschledanou. Naschledanou. Karlův most. Karlův most. Ahoj. Ahoj.